ui ui, cẩn thận nha bà. 90 tuổi. Không sao bà, không sao. Rồi, ui chà, cảm ơn bà nha. Ghê không? Tôm hả? Dạ, chị bán là chị mua ăn vậy? Mua ăn. Dạ. Quý vị thân mến, thì hôm nay chúng ta có dịp đi ngang qua đường Nguyễn Kiệm, quý vị. Bà đây nè, bà đây là cách đây hơn chắc cũng phải một năm rồi, chúng ta có quay chia sẻ bà bán chuối. Thì hôm nay đi ngang đây là thấy bà bán rất là nhiều luôn, chôm chôm, măng. Dạ, măng quá trời măng luôn. Dạ. Cái này là ở ngoài, ở dưới vườn của bà đúng không? Dạ, hôm bữa là bà giới thiệu là bà có một cái vườn rất là rộng. Đó, thì nay là chôm chôm đến mùa thu hoạch, cũng như là đang chuẩn bị rằm quý vị, nên bà hái lên bà bán. Măng cũng vườn. Dạ, măng cũng vườn luôn. Chôm chôm thì bao nhiêu một ký bà? Chôm chôm 35.000. 35.000, còn măng này thì mình bán sao bà? 20 một ký hả? Dạ. Wow, thấy quá trời luôn. Ngoài ra còn bà có bán bánh tét nữa nè. Sao bữa nay bà không bán bên kia mà chuyển qua đây hả? Đuổi. Đuổi hả? Ủa sao bữa con nghe bà nói là con của bà gì mà? Tôi á, mà cái nhỏ chậm từ tuổi này cho nó mướt. À. Nó lớn rồi, nó bán hết rồi. Rồi bà qua đây là bà thuê hay là nhà của bà đây luôn? Nhà đây cho á. Thuê hả? Này bà chơi lớn ha, thuê mặt bằng bán trái cây luôn ha. Chơi bán, chơi nhà chú, chở trái cây làm trăm. Dạ. Bà chơi bán. Như vậy là bữa nay là ngày nào bà cũng bán đúng không? Chứ không phải là lúc nào có mới bán đúng không? Nào cũng bán. Dạ. Lúc nào hết thôi. Còn gạo chủ nhà ta bán. Dạ, nhờ chủ nhà ở đây bán luôn. Bán trái cây rồi chị thôi. Dạ. Bà lúc trước là bà nói là bà 90 mấy rồi phải không? 90. Dạ, 90. Dạ. Bà còn rất là mạnh luôn, mạnh khỏe. Dạ, còn nhớ năm sinh, ngày tháng năm sinh luôn. Dạ. Bà cũng nhỏ hơn tôi và cháu cũng nhỏ hơn tôi đấy. Bà có chưa? Vừa đó là bà bán luôn hả? Bà bán hả? Vừa ở nhà chẳng cũng bán. Vừa đi không có sách theo được chứ. Vừa không sách theo được, nặng lắm. Thôi mua chôm chôm đi. Có mua một ký chôm chôm bà ơi. Bao nhiêu một trái bà? Bán ra 15, bán con 10 thôi. Sao bán con 10 rẻ vậy? Bán rẻ quá thì không đủ tiền xe nữa. Không đủ. Bên đây này. Ui. Cẩn thận nha bà. Dạ. Cái này chắc về chặt uống với bà đâu chặt được. Được, đây chặt. Bà chặt luôn hả? Trời, dữ dằn không? Trời ơi, thấy bà chắc có lực kia không? 90 tuổi. Vậy là năm nay là gần đến sinh nhật bà chưa? Chưa. Tết giờ mới sinh nhật. Tết mới sinh nhật. Năm nay chắc làm lớn mà ha, đúng 90 luôn mà. Hồi giờ mới làm vậy. Hồi giờ không có làm gì hết. Không có làm mọi
chân dược chân gì á. Dạ. Dạ. Giờ để chị về nhà. Dạ. Rồi, ok. Để chị về nhà. Có chặt lù không? Có chặt lù luôn được không bà? Chặt luôn, uống luôn. Không chặt ở công ty ra. Về nhà. Phui cho con cái ống hút luôn. Về nhà uống luôn. Uống luôn. Chứ là nãy giờ đâu uống không? Uống không? Dạ uống. Bà chặt giùm con. Không sao bà, không sao. Rồi, chà. Cảm ơn bà nha. Ghê không? Rồi thêm 1 ký này nữa là 50 bà ha. Hả? Bán sao rẻ quá thì sợ không đủ tiền xăng á. Ghê không? Kẹp đậy rồi ghê không? Có được không? Khỏi đi bà ơi. Đâu đó đàng hoàng nha, bán là đâu đó phải đàng hoàng nha. Nghe bà nói không? Bà cho con lấy, bà cho con lấy. Dạ. Bà có cần kêu xe không? Dạ. Con cảm ơn bà. Tháng 10. Dạ. Tháng 10 mình á là con lên á. Me đủ thứ trái cây đủ á. Dạ. Cả vườn con lên con chụp hình nó đẹp. Dạ. Đây nè, đây nè. Bà vào lấy hình ra cho cô ta xem nè quý vị. Nè bà giữ thiệt đi nha. Nó đưa lại bà đó, họ cái anh có cái anh lại đó. Bà giữ. Ồ, hình bà chụp vườn của bà hả? Vườn á, cái trái. Bữa nào chắc phải ghé thăm vườn nhà bà quá. Cái này là đơn sơ đó. Đơn sơ thôi á hả? Đơn sơ. Trời ơi, coi cây mít nè. Quá trời mít luôn. Ồ. Trời ơi. Ở vườn của nhà bà hả bà? Bà này lên rồi, tụi lên rồi. À dạ bà có lên rồi hả? Dạ vườn rộng lắm hả bà? Mấy màu luôn. Dạ. Trời ơi mít không là mít không luôn á vậy. Ô hạt điều, hạt điều. Điều là đây bà đây, đại gia đây, đại gia Bình Dương đây. Trời ơi là cái vườn, trời ơi. Đó này là trái gì? Bên này là bưởi nè. Bà trái nhỏ nhỏ này là trái gì bà? Đâu? Cái này là trái sung. À trái sung. Bà ai đây? Con thấy lạ quá vậy bà. Ai đây vậy? Bà chứ ai. Bà hả? Đại gia Bình Dương hả bà? Bà nào con chụp đi chơi với chú thôi. Dạ. Bữa hổm gì túm người ta chụp với trước nhà chút. À. Hậu giờ mới chụp hình. Đây đây đây, quý vị thấy bà không? Đây, đây. Bà đang ôm trái nè. Trời ơi, biết bao giờ mà có được cái vườn như bà đây, trời chồng ơi. Chồng quá chút rồi. Ô, cái bông gì đẹp quá bà. Bông ở nhà chồng á. Nhưng mà bông gì bà? Kêu bằng bông gì ngoại. Bông ngoại hả? Bông ở nhà chồng chơi trời đó. Ơi. Nè. Chừng nào mà về nhà cho con về chơi đi. Đi. Muốn đi về, thì đi à, muốn đi về nói, nghỉ đi đây. Mít ngơi nè. Dạ.
ít mà lúc trước bà bán ở đây là bà đem đứa vườn lên bà bán đó các bạn. Vườn á. Dạ. Nhiều lắm. Qua tháng 10 là đủ thứ mê đồ. Cháu bà chụp hình cho bà hả? Chụp. Đẹp quá ha. Ô bà có sầu riêng đó nè. Sầu riêng nhiều lắm. Chưa tháng mùa đã tháng 10, tháng 1 qua. Tết. Dạ. Ồ. Măng cụt bự nè. Trời ơi. Nhìn đẹp quá bà ơi. Rồi chừng nào con về chơi được? Muốn chừng nào đi cũng được. Muốn chừng nào đi cũng được hết hả? Này thứ mấy rồi ta? Chuối nè, chuối hôm bữa bà bán nè. Cuối tuần về được không? Qua chơi. Ô, thấy măng cụt phải không bà? Măng cụt à. Dạ măng cụt. Măng cụt nhà đó. Dạ. Ô, có con gà đẻ kìa. Con gà đẻ. Trời ơi, anh nào chụp hình mà đẹp quá trời đẹp luôn. Sao cái này bà buồn quá vậy? Cái này bà đang suy tư gì vậy? Trời ơi. Ô, gà đẻ trứng, gà đẻ trứng. Gà đẻ trứng đâu, chậu bông nó đẻ đó. Dạ, sầu riêng. Nhiều lắm. Cái này chụp chơi ở ngoài chút vậy thôi. Chứ còn nhà cái vườn lớn lắm. Gà nè. Dạ. Gà nở nè. Dạ. Nó riêng nở á. Bà đem trứng lên bán bớt đây phải không? Nhiều gà lắm. Đây nè. Trời ơi. Chôm chôm nè, chôm chôm nè. Mít mít nè. Mít nè, nhiều lắm, mít còn lắm. Chà, nay bà mặc bộ này thay đổi nhìn nó khác ha. Bà giống như là nàng tiên ở trong rừng vậy đó. Con này, con này. Trời ơi, chính là nè, nè. Cái mít trên nó nứt. Cái mít. Tới thơm, tới dứa. Dạ, măng cụt. Cuối tuần này ta lên nhà bà chơi nha. Vợ của ta khoái rồi, vợ của ta khoái rồi. Chơi lên được, bữa nào có mê chín em rồi thì cho lên ấy. Hạt điều nè. Hạt điều. Ồ, bà đang lượm hạt điều nè. Trái rồi nó mới ngon. Không cần mê chín đâu bà. Ờ, dâu. Mấy chục tỷ rồi không bán. Mấy chục tỷ không bán mà. Đây nè, lúc trước bà bán ở bên kia nè. Chào riêng nè. Dạ. Lúc trước là bà bán chụp ở bên kia nè. Là mới chụp ra mấy tháng đây à. Dạ, dạ, hết rồi. Bây giờ nó dịch cúng đó. Lấy luôn, Thảo ơi. Lấy về đây luôn ha. Rồi luôn. Dạ, rồi, con cảm ơn bà nhiều. Dạ. Lấy tâm bà cháu chưa? Chưa đi nè. Đi mua ăn chua, mua sữa đã. Bà sống rất là tình cảm. Đi xe đằng này luôn. Ba, vậy là lúc nào bà về quê? 3-4 ngày nữa. Nhưng mà bữa nay là vườn chưa có gì chính à hay sao? Chưa có gì, để 1 tháng nữa đi. Dạ, 1 tháng nữa nha. 1 tháng nữa, tôi xin nghỉ ở nhà và bán cái này rồi đi về đến chơi. Dạ. Đi chơi chứ nên ổn, đi chơi chứ rồi đi gõ này ai bán. Dạ, vậy đó con chúc bà nhiều sức khỏe nha. Thì nếu mà quý vị có đi ngang ở đây có thể ghé mua quý vị. Thật ra ở đây là toàn là nhà của bà đem lên không luôn á. Nhà không à. Dạ, có. Nên ăn rất là an tâm quý vị. Trứng cũng nhà bà luôn nè. Nãy là quý vị thấy nguyên một cái khu vườn của bà đây rất là rộng. Coi gà. Dạ, dạ. Mới nữa, gốc ấy nó trả là có 5 tỷ mỗi mẫu à. Dạ. Bây giờ là bữa nay nó lên 10 tỷ rồi. 10 tỷ rồi. Ồ, đại gia Bình Dương rồi. Dạ thôi con chào bà con đi nha. Dạ, dạ, ăn chào bà. Một tháng nữa là con ghé lên chơi nha. Dạ, dạ. Con thường ghé. Dạ dạ con thường ghé. Con đi đâu là con ghé đợi, con đi đâu con ghé đợi. Dạ dạ. Thế bà rất là vui. Dạ con chào bà con đi. Dạ dạ dạ. Con cả tiền hết rồi nha.